năm là 10 quảng nha. Đó. Đây 10 quảng phải có nè mới ngon nha. Bánh tráng. Đây cải mầm. Trời ơi, ăn cái món này cực quá mấy bạn ơi. Hy sinh nguyên cái đám cải luôn. Ăn cái món mì Quảng miền Trung thương nhớ. Em làm này trong vòng 120 phút. Ờ làm này cực quá, đặc biệt làm cái bánh này cực quá mấy bạn ơi. Thôi muốn mấy bạn bà làm mấy bạn mua đi mấy bạn ơi. Ăn mì Quảng đặc biệt phải có cái này mới ngon nha, nước thấm vô. Đấy thành phần mì Quảng nào. Đó. Mình nấu mì Quảng gà với sườn nha, mình thêm miếng huyết. Đó. Đặc sản miền Trung Đà Nẵng thương nhớ rồi, vô điểm danh coi có dĩa rau nè, hấp dẫn chưa. Đó, đặc biệt là cải này nè, ăn này thì mới ngon đó. Xuất sắc, làm rau họng nữa mình làm biến lắm. Như mới được, bây giờ mình trưng bày cái tô mình lên mạng cho các bạn coi. Rồi, mình làm tô mì Quảng đầy đủ nha, trời ơi nè, cái nồi súp mình làm nè, mình riêng nữa nè mấy bạn ơi. Quá xuất sắc. Sao thấy quá, đó. Giùm bắt một cái tô mì Quảng cho mấy bạn xem nha. Mì Quảng cái mì này mình tự làm nè, cực lắm mấy bạn ơi. Phải hấp từng miếng. Mình phải trụng sơ cái đi mới thấp, không? Không, trụng sơ miếng này nó bỏ ra. Món này đặc biệt phải có rau nha, rau vậy nó mới ngon nè mấy bạn đó. Đà Nẵng thương nhớ ơi, hôm nay tôi nấu món quê mấy bạn nè mấy bạn ơi. Ủa rau thơm này đâu hết ra đây nè. Ở chị Vinh không ai bán này chân mấy bạn ơi. Đây, mình trưng bày một tô đặc sắc cho mấy bạn coi. Đó, ăn này là phải có bánh này nè mới ngon, không có bánh này là không bao giờ ngon. Cháo mình nướng. Ăn cục sườn đi. Quyết nhỏ thôi. Đó, mình chuẩn bị cho bạn xem rồi xong cái nha. À, cái món này được chuẩn bị gì nè cho mấy bạn đó. Chị Vinh không ai bán hết trơn, mình thèm quá mình nấu ăn luôn mấy bạn ơi, làm cái bột bánh cực quá không? Làm có một nghề, hai nghề. Này có ớt ngoài Đà Nẵng gửi vô ha, ngon lắm, ớt xanh xanh mà không có cay các bạn. Thì mình ăn đại nước mắm này đi. Mình sắc miếng chanh nặng vô. Ngon quá các bạn ơi. Tắt cái nồi đi Thắng. Ủa miếng chanh lấy đâu rồi. Đây, à, cái chanh nè. Không thể nào tưởng tượng biết bao lâu rồi mình ăn Đà Nẵng. Mình ăn tô rồi đấy nha. Dùm làm clip mình làm thêm tô nữa đó. Mình làm cái bột này nè, mình để nghệ vô thơm. Còn bánh phở không có nghệ đâu, ăn không có thơm nhưng mùi Quảng này không có ngon đâu. Người ta để trứng cút mình để hột gà luôn á. Này phải ăn rau nhiều mới ngon các bạn ơi đó. Đặc biệt là có cải mầm nè. Đó, mình hy sinh đám của mình rồi đó. Bánh đa này chị biết không? Thấm vô nước các bạn ăn là một béo ngậy luôn, ngon lắm. Ủa cái này bánh đa. Ở Việt Nam mình cho bánh phồng, ở ngoài cho bánh đa. Mà làm sườn với thịt, mình làm sườn thịt gà. Mình ốp rồi bình thường á, rồi mình bỏ chút xíu màu điều vô. Mình xào sơ, mình nấu súp. Nấu súp bỏ thêm trái dừa, đó mình nêm dừa ăn là được. Ở miền Tây mình chan ngập á. Ở ngoài Đà Nẵng mà miền Trung nó không có chan ngập, nó chan chút xíu quá. Ngon bất bạn. Mỗi lần mình lên Sài Gòn là lần nào mình cũng đi ghé quán mì ăn chứ. Mình thèm cái này lắm.
năm sáu tháng mình chưa đi Sài Gòn. Gạo nữa nào, món đặc biệt ăn gạo, không có gạo làm không có ngon. Đặc biệt không chín nè. Rồi món này không cần thịt luôn mà mình ăn nước súp không mà cũng ngon nữa. Chà thịt nướng nè, còn miếng gạo luôn. Dừa ha, mỏng nó luôn, ngon quá các bạn ơi, đã kinh thèm. Bữa chỗ kia bán thấy cái bánh đâu về, bánh người ta mua bánh phở người ta không có làm, còn này mình tự làm. Lấy bánh phở cùng bánh phở nó mỏng lắm, nó không có dày như cái bánh mình tự làm ở nhà. Cái bánh phồng mà nó ghim nó sắp vô cái nước này nè mấy bạn, ngon. Bạch 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 nước lên đó. Ăn xong mình trắng miệng, trắng miệng trắng lụi đó. Mấy nay người dân tập trung về, mấy bạn đừng về tỉnh chạy xe Honda về đó, có phần nguy hiểm nha. Trong 1.000 người cũng thấy là cũng có vài cũng vài chục người bị chứ mấy bạn ơi. Thời điểm này mấy bạn nên ở nhà nha, đừng ra đường. Hôm xe đạn ngang nhà quá trời. Về biết bao nhiêu chạy dinh mình về nhiều. Có bánh phồng nè. Món đặc biệt là ăn gao mới ngon. Cái nước cái chấm gao. Ở bánh hay làm bằng gì không? Bột gạo với bột mì tinh. 70% bột gạo, 30% bột mì tinh là quậy vô. Bột năng. Bột năng cũng là tinh cũng bột mì tinh đó. Bỏ vô miếng muối, bột nghệ rồi xong. Rồi bỏ vô miếng bột nêm cũng được. Đầy đủ của tôi là như mình sắp xếp những gì đó. Nhưng nó mì quảng này phải có củ nén mình trung mà trong đây mình không có đâu. Mình làm tỏi với củ hành nhiều với nó làm. Thôi chào mấy bạn nha. Mình đi Đinh Kim. Chúng ta đây này.